đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2016 và còn trong giai đoạn bảo hành, nhưng sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt và đang được nhà thầu khắc phục liên tục bằng cách giảm vá. Các vết nứt xuất hiện khá nhiều trên các bờ tường, bên trong và cả bên ngoài. Ông Nguyễn Mua, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Đà Nẵng, đơn vị thi công sân vận động Hòa Xuân cho biết, việc khắc phục được tiến hành khoảng 4-5 ngày qua, các vết nứt ở đây là vết nứt chân chim, nứt lớp vữa trác bên ngoài do các bức tường tiếp xúc với nắng nhiều và mưa bắn mạnh. Các vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng công trình. Sân vận động Hòa Xuân có sức chứa gần 20.000 chỗ, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng.